Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vị Xuyên đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 khóa 18, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã hỗ trợ xây dựng mới 29 nhà đại đoàn kết, tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Vận động nhân dân đóng góp 3.378 ngày công, hiến 1.978 m2 đất để làm các công trình phúc lợi, xây dựng nông thôn mới phát biểu tại hội nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện vị xuyên đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết chỉ thị của đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân làm tốt công tác dân tộc tôn giáo tăng cường phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng nhà nước với nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân tiếp tục chỉ đạo phối hợp với ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện tốt các dự án triển khai tại địa bàn các xã thanh thủy phương tiến thượng sơn quảng ngân và thị trấn vị xuyên tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, Trung tâm Chính trị huyện Quản Bạ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024. Tham gia bồi dưỡng có trên 90 học viên là đảng viên mới kết nạp. Trong thời gian học tập 7 ngày, các học viên được giảng viên truyền đạt những nội dung cơ bản như chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngoài ra các học viên còn được truyền đạt thêm các chuyên đề về tình hình và nhiệm vụ của địa phương cơ sở qua bồi dưỡng sẽ giúp cho các học viên nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý luận chính trị quan điểm đường lối của đảng và thực tiễn công tác và trong cuộc sống có ý thức thái độ xây dựng kế hoạch phân đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên đảng cộng sản việt nam giáo định công tác bàn chú là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong duy trì sĩ số học sinh nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã để công tác này đạt hiệu quả ngay từ đầu năm học, xã Chế Là huyện Xí Mần đã chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bán chú. Trong năm học này, toàn xã Chế Là có 703 học sinh thuộc hai bậc trung học cơ sở và tiểu học. Trong đó, học sinh bán chú bậc tiểu học là 217 học sinh, trung học cơ sở 164 học sinh. Với số lượng học sinh bán chú nhiều thì bên cạnh việc chỉ đạo cho các trường thường xuyên kiểm tra các điều kiện ăn ở cho học sinh, nhất là vào dịp rét đậm rét hại đảm bảo không để các em thiếu chăn ấm. Cùng với đó, chính quyền xã đã chủ động thành lập tổ liên ngành đột xuất kiểm tra các bữa ăn hàng ngày như kiểm tra đầu vào thực phẩm, hồ sơ sổ sách ghi chép, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó, giám sát chất lượng bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng cũng như khẩu phần ăn của các em học sinh. Để đảm bảo cái bữa ăn cho học sinh thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán chú năm học 2324 và các năm học tiếp theo đảm bảo thực đơn ăn trong tuần theo ngày và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với nhà trường thì trong một tuần sẽ tổ chức sinh hoạt bán chú đối với tất cả các em học sinh một tuần là một lần. Đối với nhà trường còn thường xuyên thì đối với các thầy các cô thì được phân công trực hàng ngày thì sẽ tổ chức thực hiện quản lý và cũng thường xuyên tuyên truyền cho các em và cũng đôn đốc các em thực hiện tốt cái giờ giấc nề nếp sinh hoạt của các em ở tại bán chú bên cạnh đó xã chế là chỉ đạo cho các thôn bản vận động bà con nhân dân tích cực thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp thành lập tổ thu mua các sản phẩm nông sản của bà con để bán cho bếp ăn các trường qua đó đã tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân trong xã công tác lãnh chỉ đạo của ủy ban nhân xã nhất là tăng cường công tác kiểm tra cùng với tăng cường cùng với tổ công tác kiểm tra thường xuyên và là mà, khở, khở, kiểm tra cái công tác ở bếp ăn nhất là về các định suất, định lượng của các cháu học sinh. Với sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, các đơn vị trường học, sự đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh cho thấy công tác ban trú tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã Chế Là, huyện Xí Mẩn tiếp tục tự hiện một cách hiệu quả, góp phần tạo niềm tin, sự hào hứng cho các em sau mỗi ngày đến trường. Năm 2023, huyện Bắc Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã có 30 trên 37 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao, chiếm 81,1%. Trong đó, chỉ tiêu về kinh tế có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu về xã hội có 14 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu về môi trường có 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Để có được kết quả đó, huyện đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chỉ đạo của cấp trên. Tính hết năm, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt gần 3.100 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 180 tỷ đồng, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 7,06%. Huyện đã thực hiện cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1. Năm 2024, huyện Bắc Quang sẽ tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng nhiệm vụ, từng tổ chức, cá nhân phụ trách. Từ đó, có giải pháp kịp thời, phù hợp để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024, hợp tác xã có 46 thành viên là các hộ gia đình có trẻ tại thôn Phìn Hồ, với mục tiêu là liên kết các hộ gia đình cung cấp nguyên liệu tập trung để sản xuất chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm chè. Năm 2023, hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ có nhiều hoạt động chuyển biến tích cực và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng thương hiệu Phìn Hò Trà nói riêng và thương hiệu chè San Tuyết Hoàng Su Phi nói chung. Tổng sản lượng chè tiêu thụ năm 2023 của hợp tác xã là trên 30 tấn chè khô các loại, doanh thu đạt gần 8 tỷ đồng. Hợp tác xã đã mở rộng sản xuất thêm sản phẩm chè bánh phổ nhĩ, đồng thời duy trì 5 sản phẩm ô cốp 4 sao và hai sản phẩm ô cốp 5 sao cấp quốc gia. Trong năm 2024, hợp tác xã đi sâu vào tập trung sản xuất các dòng sản phẩm trà, phân khúc chất lượng, giá thành cao để phát triển hơn nữa những giá trị thực sự của chè san tuyết cổ thụ Hoàng Su Phỉ tiếp tục duy trì tốt vùng nguyên liệu hữu cơ theo chuẩn châu Âu, nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất chế biến chè, phối hợp với một số đơn vị truyền thông để quảng bá giới thiệu sản phẩm và tham gia các hội trợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Đồng Văn đã ra quân tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Tại các đợt kiểm tra đột xuất, đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Đồng Văn đã tiến hành kiểm tra tại các điểm cung cấp dịch vụ ở phố cổ Đồng Văn, nhà Phương và cột cờ quốc gia Lũng Cú. Qua đó lập biên bản đối với các cơ sở kinh doanh về việc không niêm yết giá. Chủ cơ sở sau đó đã ký cam kết niêm yết giá đầy đủ, bán đúng giá sản phẩm tem nhãn đầy đủ, không bán hàng giả, hàng nhái, đảm bảo lành mạnh hóa môi trường du lịch, bảo vệ quyền lợi du khách. Thông qua các đợt kiểm tra môi trường kinh doanh du lịch trong dịp Tết dương lịch trên địa bàn huyện đã có thay đổi cơ bản các tồn tại hạn chế từng bước được đẩy lùi và kịp thời ngăn chặn. Hình ảnh du lịch Hà Giang tiếp tục nhận được các phản hồi tích cực từ du khách. Chỉ tính riêng 3 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch, huyện Đồng Văn đón trên 2.000 đoàn khách với khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn vật nuôi. Hiện nay, trong đàn gia súc tại một số xã của huyện có tình trạng châu bò bị mắc bệnh và có các triệu chứng điển hình của bệnh lở mồm long móng chính quyền các cấp đã kịp thời làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn để điều trị bệnh, không để bệnh lây lan. Ủy ban nhân dân các xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, quản lý gia súc bị bệnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi đề nghị trạm thú y phối hợp với các xã kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu bệnh phẩm để phân tích dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân các xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện phòng chống dịch quyết liệt, thực hiện tốt công tác quản lý con giống, các đơn vị cung ứng phối hợp với chính quyền địa phương, các hộ chăn nuôi có gia súc do đơn vị cung cấp bị nhiễm bệnh thực hiện công tác điều trị, trưởng các nhóm cộng đồng thực hiện các dự án, các hộ gia đình tại các xã có trách nhiệm quản lý tốt công tác giao nhận giống và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh. nhằm đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo bền vững, huyện Ninh Minh đã triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tham gia thực hiện dự án có 63 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của hai xã Sủng Thài, Hữu Vinh với tổng số là 126 con bò cái sinh sản được giao cho các hộ. Trong đó, xã Sủng Thài được giao 80 con trên 40 hộ, xã Hữu Vinh được giao 46 con trên 23 hộ. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 3 năm, các hộ dân tham gia dự án được nhà nước hỗ trợ kinh phí 69,8%, chủ trì liên kết đối ứng 0,53% và các hộ tham gia liên kết đối ứng 29,67%. Để thực hiện hiệu quả dự án, Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh yêu cầu các đơn vị tham gia liên kết gồm Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hợp tác xã Cát Lý và các hộ dân chủ động nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện các nội dung, hạng mục đảm bảo đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, nắm bắt các quy trình kỹ thuật, chế độ chính sách thực hiện liên kết. Mục tiêu của dự án là đến năm 2025 có sản phẩm đầu ra, tổ chức thu mua sản phẩm Năm 2026, chuỗi giá trị bò sinh sản phát triển ổn định. Để nâng cao giá trị cây trồng vụ đông trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, đem lại thu nhập cao và ổn định cho người nông dân, vụ đông năm nay xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê thực hiện kết nối với các đơn vị hợp tác xã trong và ngoài huyện phát triển trồng dưa chuột. Đi đầu trong triển khai trồng dưa vụ đông chính là gia đình anh nông Trí Bền ở thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn. Trong vụ hè thu năm nay, anh Bền đã liên kết với hợp tác xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, trồng thử nghiệm với diện tích gần 400 mét vuông theo hình thức liên kết với người dân có đất ruộng gần gia đình và đã cho năng suất hơn 20 tấn dưa chuột, thu được hơn 20 triệu đồng. Thấy được hiệu quả, vụ đông năm nay anh Bền quyết định liên kết trồng với diện tích hơn 12 hecta. Cá nhân tôi thì cũng muốn là đi đầu nên nên đã tự bản thân là làm và cũng khẳng định cái thu nhập thì cũng qua cái khâu vừa là công tác tuyên truyền vừa là cái bằng cái hình ảnh thực tế thì bà con thấy có hiệu quả nên là hiện nay là cũng đã làm theo. Dưa chuột trồng ở xã được triển khai theo phương thức hợp tác xã cung ứng giống vật tư phân bón và các thiết bị nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, còn người dân góp đất và bỏ công chăm sóc. Được trồng liên kề giữa các thửa ruộng, thuận tiện cho việc chăm sóc, phòng chống sâu bệnh hại. Sau khi dưa đến chu kỳ thu hoạch sẽ được bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường. Trừ hết các chi phí ban đầu của hợp tác xã, còn lại người dân hưởng lợi. Triển khai trồng từ đầu tháng 11, đến nay cây dưa ở xã Minh Sơn đã bắt đầu cho thu hoạch. Em cảm thấy là cây dưa này phát triển tốt và chăm sóc cũng dễ hơn anh. Ạ. Vụ này bọn em thu xong thì sang vụ sau để bọn em nhân rộng ra. Dưa chuột là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, rất phù hợp với phát triển trồng trong vụ đông. Theo chương trình ký kết 1 kg dưa chuột, người nông dân xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê liên kết với hợp tác xã được bán tại vườn dao động từ 11 đến 13 000 đồng. Bình quân 1 hecta trừ chi phí đem về thu nhập cho người dân từ 45 đến 50 triệu đồng. Thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đẩy mạnh thực hiện tăng cường bám nắm địa bàn, tiếp nhận và xử lý thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tôi đã tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, trật tự công cộng ở trên địa bàn cả ngày lẫn đêm để làm sao đó là bà con an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Không chỉ tập trung vào việc trấn áp tội phạm, Công an xã Ngọc Linh cũng tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường và những nơi có nguy cơ tiềm ẩn về mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Công an xã Ngọc Linh đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành của xã. Sau 15 ngày ra quân, qua tuần tra kiểm soát, Công an xã đã phát hiện nhắc nhở 6 trường hợp tạm giữ 3 xe mô tô, xử lý 3 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận động người dân nộp 7 súng tự chế đi chặt củi rừng trong lái rồi tôi nhận được một khẩu súng kíp xong tôi mong xuống nộp cho công an xã Ngọc Linh à, để chúng tôi là dân thì không để giữ được cái vũ khí và được nổ xong này để giao cho cơ quan chức năng với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng công an xã Ngọc Linh đã và đang góp phần quan trọng vào việc duy trì trật tự an ninh trên địa bàn, mang lại sự bình yên cho nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tới đây thời lượng dành cho bản tin cơ sở của đài phát thanh truyền hình hà giang đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại